Rất nhiều người bị tình trạng oan gia báo hay ma quỷ quấy phá, ám dựa và yêu cầu tôi giúp. Những câu hỏi tương tự nhau này nhiều đến mức tôi không thể hồi đáp riêng nên buộc phải viết cắt tóp lời đáp chung. Trước tiên, xin nói rõ tôi chỉ là phàm phu, không có khả năng gì để cứu quý vị. Tôi chỉ có niềm tin mãnh liệt vào Đức Phật và Pháp của Ngài. Nếu bạn tin và thành tâm hành trì, bạn sẽ được cứu. Có những người bị oan gia hay vong âm hoặc thư yếm rất nặng, nhưng nhờ thành tâm hành trì mà họ hết bệnh. Có những người bệnh rất nhẹ nhưng họ không bao giờ hết vì họ thích giao du với ma, nhận giặc làm bạn. Với những người này tôi đầu hàng vì không thể giúp. Dù họ ăn chay nhưng họ quá ư thích ma, luôn vọng ngóng, mở cửa rước ma vào để chìm đắm trong ảo giác, sống trong ảo cảnh. Có người bị oan gia báo, vong ghé nhập thất thường, họ cố chống lại, cố gắng tụng kinh địa tạng, nhưng vong lại hất đổ bàn, để kinh và tắt đèn để họ không tụng được. Gia đình, mái ấm, hôn nhân họ có nguy cơ tan vỡ vì bạn đời, con cái họ không kham nổi cảnh có người vợ, người mẹ thỉnh thoảng bị vong nhập quậy tưng, sáng nắng chiều mưa, hành vi quá thất thường và đáng sợ. Có người bị thư yếm suốt mấy năm, đối phương ra tay tàn độc, quyết giết cho chết để chiếm đoạt tài sản. Cả hai trường hợp này, tôi đều khuyên họ bắt buộc phải ăn chay. Ngoài việc hành thiện, hỗ trợ thêm, họ phải tụng ít nhất một ngày 20 biến chú Lăng Nghiêm, và lúc không trì tụng thì phải mở chú Lăng Nghiêm nghe suốt 24/24. Nạn nhân trả lời, họ không thể ăn chay trường, họ chỉ ăn chay kỳ, vài ngày trong tháng thôi. Tôi bảo, nếu phải chọn giữa ăn mặn để chết và ăn chay để được sống, hết bệnh, họ chọn cách nào? Tất nhiên là họ phải chọn phương án ăn chay trường. Thật may là phu quân họ thông cảm, vì vợ mình đang nằm sát cửa tử, không còn cách nào khác đành phải ủng hộ vợ ăn chay. Người thứ nhất hành trì chừng 3 tháng, mọi sự bắt đầu chuyển tốt, mặt mày sáng đẹp, không còn nám đen. Cô cũng không quên hồi hướng phúc tu cho oan gia. Mọi chuyện dần chuyển nguy thành an. Cô hết bệnh, gia đình thuận hòa hạnh phúc và ăn chay trường hẳn luôn, không còn thèm mặn. Người thứ hai hành trì được 1 năm, các vết thư yếm tan, cuộc sống được yên bình cát tường. Đây không phải do tôi cứu, mà chính họ tự cứu họ. Tôi tin vào Pháp Phật và chư Thánh Sư đã dạy. Họ cũng tin và chân thành hành trì nên có kết quả tốt. Chuyện bị thư yếm vì tranh giành tình yêu, tiền bạc, mối làm ăn, điền sản đều có cách trị. Chỉ cần bạn hành trì đúng theo Pháp Phật, bạn sẽ thoát mà không cần thầy bà gỡ. Vì Phật đã tuyên bố, chú Phật có thể hàng phục, dẹp tan yêu tà. Tôi tin lời Ngài là chân ngữ, nên mới đề ra cho bạn thực hành khi bạn yêu cầu giúp. Chuyện oan gia phá, quỷ ghẹo, ma ám, bạn đều có thể thoát nếu bạn chân thành ăn chay và trì chú Lăng Nghiêm đúng như tôi đã bày. Có rất nhiều trường hợp, nhưng trong bài viết này, tôi chỉ nêu lên 2 chuyện điển hình. Tôi nghĩ cũng tạm đủ để quý vị học hỏi, vì tôi không có thời gian viết nhiều. Tôi còn nhớ chuyện một nam sinh ghé nhà bạn gái chơi, bạn đúng nghĩa chứ không phải người yêu. Tình cờ thấy combo nước hoa trên bàn, gồm 3 chai rất đẹp. Nam sinh này tò mò mở ra ngửi thử, tự dưng thấy thương cô bạn gái say đắm, lòng dục khởi ào ào. Trong khi bình thường, anh không hề để ý thương yêu gì cô này. Thấy tâm tư mình khởi lạ, nam sinh hoảng quá, phóng lên xe chạy về mà không kịp chào cô bạn. Dọc đường, anh còn nghe tiếng cười ha hả của vong vô hình bên tai. Mì giảm kháng lại, không nghe theo lệnh của chúng ta ư? Hóa ra, cô bạn gái đã qua Thái Lan mua bộ nước hoa này về để cầu tài, cầu duyên và chài mồi người cô ta thích.
anh nam sinh chỉ vô tình ngửi phải và suýt gặp xui. Nam sinh kể, bình thường anh chuyên trì chú đại bi, nhờ vậy mà thoát khỏi lực cám dỗ của yêu thuật. Tôi nhắc lại, khi bạn cảm thấy mất tự chủ, bị thành phần vô hình quấy nhiễu, tôi không thể cứu bạn, nhưng pháp Phật sẽ cứu bạn. Nếu bạn tin, sẵn sàng ăn chay và hành trì chân thành đúng cách. Bài viết này thay cho lời đáp quá nhiều câu hỏi cùng một nội dung mà tôi không có thời gian trả lời riêng cho từng người. Chúc bạn tự cứu được bản thân, sớm chuyển nghi thành an, pháp hỷ sung mãn, vạn sự cát tường. Ni sư Hạnh Đoan. Sam mô đi số hằng.